Như bạn muốn kiếm một cái loại serum mà cực đỉnh dành cho da dầu thì bạn hãy cùng mình xem hết clip này nha. Trời ơi, cả nhà ơi, đây là một cái sản phẩm chân ái của cuộc đời của mình luôn á. Tại vì chỉ sau vài lần sử dụng thôi nha, bạn sẽ cảm nhận rất rõ là da của bạn nó sẽ làm nhỏ được chân lông nè, màu da nè, sáng da nè, mờ thâm mụn nè, kháng viêm nè, kiềm dầu nè, cấp ẩm nè, cấp nước nè. Mà đâu phải riêng chỉ có một mình cảm nhận vậy đâu, mà tất cả các bạn bè của mình khi sử dụng cái sản phẩm này đều rất thích, và có rất là nhiều beauty blogger cũng có những cái quan điểm y chang giống như mình vậy đó cả nhà. Vậy rồi rốt cuộc cái sản phẩm này nó có cái gì mà nó lại có hiệu quả tối đa tới như vậy hả cả nhà? Đầu tiên là sản phẩm này nó sẽ chứa 10% niacinamide cộng với lại NAC glucosamine. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy là chỉ cần với 2% NAC glucosamine cộng với lại 4% niacinamide thôi, nó lại có những cái công dụng giống như là chống lão hóa, rồi trị nám, rồi trị những cái sắc tố rất là tốt. Mà trong cái sản phẩm này nó tới 10% niacinamide là bởi vì cái hiệu quả nó quá là đỉnh luôn. Nó cộng thêm với những cái hoạt chất giống như là vitamin C nè, coenzyme Q10, những cái chất chống oxy hóa cũng như là tăng cường cái khả năng chống nắng ở trên cái làn da của mình cực đỉnh. Và nó cũng chống lại những cái gốc tự do từ ánh nắng mặt trời, mà đó chính là những cái nguyên nhân gây ra thâm nám. Ngoài ra thì sản phẩm còn có thêm HA nè, rồi B5 nè, rất là nhiều chất để giúp giữ ẩm. Nhưng mà nguyên cái công thức như vậy nè, có rất là nhiều sản phẩm nó sẽ làm giống như vậy. Nhưng mà cái sản phẩm này thì mình nghĩ do là cái đầu vôn nguyên liệu của sản phẩm này nó thật sự là nó rất là tinh khiết, cũng như là cách pha chế cũng như là cách điều chế của nhà hàng Colorjoy, mà cái sản phẩm này thật sự mình thấy nó rất là đỉnh. Về kết cấu của sản phẩm thì cái sản phẩm này khá là lỏng, cũng như là ở trên da nó thấm cực kỳ nhanh luôn, cho nên là nó rất là phù hợp dành cho những bạn là da hỗn hợp cũng như là da dầu. Khi mà xài cái em này á, thật sự là nó đem lại một cái hiệu quả quá đủ đầy cho cái làn da mà các bạn yêu cầu. Nó chỉ có một điểm duy nhất là nó không điều trị mụn được thôi nha. Và mình cũng sẽ để trên màn hình cho cả nhà biết luôn tần suất sử dụng cũng như là các bước sử dụng em này như thế nào. Nếu như các bạn có những ý kiến gì khác cũng như là có những cái sản phẩm nào khác mà nó dành da dầu cực kỳ tốt thì các bạn hãy để lại comment cho mình biết nha.